Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu xe 3 bánh dành cho những người già, người yếu chân tay. Cái mẫu xe này nó thể hiện được rất nhiều cái sự tinh tế và nhiều cải tiến. Xe này có thể được gọi là xe điện 2 chỗ ngồi, 3 chỗ ngồi hay 4 chỗ ngồi cũng được. Nó rất là cơ động và gọn gàng. Trước tiên thì mình sẽ quay sơ cua cho các bạn xem những cái chi tiết con xe trước, sau đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tính năng của nó. Đây, xe thì cũng có gương điếc đàng hoàng, cũng có đồng hồ báo điện, báo xi nhan, báo công tơ mét. Đấy, cũng báo phần trăm vạch pin này, báo xi nhan các kiểu. Chỉ ghét cái là hơi nhiều tiếng tàu tí thôi, và người Việt Nam mình thì cũng không thích tiếng Trung Quốc lắm. Cái này thì mình có thể rút cái còi tiếng Trung Quốc ra ở dưới gầm xe. Giỏ xe này, xi nhan này, đèn pha thì đèn led đàng hoàng nhá. Chìa khóa thì cũng có chìa chống trộm. Tất cả đều là bánh đúc không xăm các bạn ạ. Con này thì sơ bộ nó như vậy đây. Đấy. Phanh cơ và sử dụng cầu vi sai các bạn nhé. Cầu có vi sai, có giảm sóc. Đây, giảm sóc đây. Đèn xi nhan đây. Đây là động cơ này, động cơ cầu vi sai luôn này. Có giỏ xe nhé. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái phần tính năng về ghế ngồi. Đây, ghế ngồi này là ghế dành cho trẻ con này. Và cho những cái trẻ con bé khi mà mình ngồi đằng trước này, thì các bạn chỉ cần kéo cái này lên. Đấy là cái lấy nó sẽ tự động, nó chống ghế này và các cháu bé thì bám vào đây. Đấy. Rất là chắc chắn và êm. Nên sau khi các bạn không, các cháu nó xuống rồi thì mình sẽ lẩy cái lấy này ra, mình bóp lên như này và mình thả nó xuống. Đấy, cái phần này là phần ghế gập gọn. Đối với này, khi mình đi có hai người ngồi bên này hoặc là thêm một người ngồi đằng sau thì mình để ở cái chế độ một người trước và một người sau. Còn khi các bạn chỉ có một người ấy, thì đây là cái phần cốp dưới này. Cái cốp dưới này các bạn có thể để thêm cái đồ gì đó, nhưng mà khi mình thu vào thì nó sẽ vướng. Vì vậy các bạn tùy đấy, thì các bạn lật cái ghế này nhá. Này, nó rất là cơ động đây. Các bạn để đây các bạn ngồi, còn không ngồi các bạn xoay này và lật ngửa úp xuống như thế này. Sau khi úp xuống này thì các bạn nhìn ở đây nó có một cái lẫy này, các bạn đè xuống này, nó sẽ tự động nó trôi về trước. Và cái lẫy ở dưới này nó tự nó bật lên. Đây, mình làm lại nhé. Đấy, các bạn đè cái này xuống, nó tự khóa lại. Đây là chính là chức năng của một người ngồi này. Cái phần giỏ đằng sau là chứa rất là nhiều đồ được này. Đây, nó có cả cái miếng cao su êm này. Đấy. Đấy. Thì khi đó các bạn ngồi lên đây rất là thoải mái, có chỗ dựa này. Đấy, nếu như có cháu bé thì có thể kéo cái ghế này lên như thế này. Chỗ này là cốp để đồ này, để những cái nhỏ nhỏ thôi. Đây là giỏ xe. Khi các bạn không có bé ngồi thì các bạn chỉ cần lẩy cái tay này lên là các bạn thả xuống, thế là xong. Đấy là phần
hướng dẫn sử dụng. Thì đối với cái dòng xe như thế này thì nó có công tắc tiến và lùi. Đấy, khi bật lùi nó nói tiếng Trung Quốc. À, nó có cả phanh dùng cho người còn chân khỏe này, thì dùng phanh chân như này. Nếu như các bạn chân các bạn yếu thì các bạn có thể dùng phanh này. Phanh này là phanh cho đằng sau này, và phanh này là phanh cho đằng trước này. Đấy, và cái này nó có chức năng khóa phanh. Thì khi các bạn bóp phanh thì các bạn đè cái nút này xuống, nó sẽ chống trôi xe. Đấy, đấy, thì đó mình chỉnh tăng chỉnh lên để mình dùng phanh tay và phanh chân. Và khi mình muốn chạy thì mình chỉ cần bóp cái là nó nhả. Còn gương chiếu hậu này, đấy, rất là đầy đủ. Cái này xe thì được trang bị một bộ bình 48V 20A. Quãng đường đối với bộ bình 48V 20A thì nó rơi vào khoảng 35 đến 50 km, thì tùy theo cái cách sử dụng và cái cách đi và cái quãng đường mình đi đường có đẹp hay không. Đấy, khi các bạn đi hai người thì các bạn chỉ cần đè ngay xuống. Đấy, là lật cái ghế này lên. Đây là cái phần phanh tay này. Các bạn bóp như này, một tay ấn xuống như này. Đây là thao tác, thì thao tác một tay này. Đấy là nó sẽ không bị xe, nó không bị trôi. Đây là bật đèn pha này. Đấy, đây là bật xi nhan này. Đây là bấm còi này. Đây là cái kết cấu khung gầm của nó đây các bạn nhé. Phanh này, đây này là phanh chân này. Phanh tay này bên này này. Đấy, đây là khóa phanh này. Khi các bạn đạp phanh ấy, thì đèn hậu nó sáng này. Đây là cái thanh để thanh rằng giảm sóc sau này. Đây, cầu có vi sai này các bạn nhé. Cầu có vi sai đây. Cầu này thì nó cũng giống cầu kia thôi, nhưng nó làm khác đi một chút. Đâm ra là anh em mình
sau này thay thế thì nó vẫn có đồ thay thế riêng nhé, nên riêng không phải lo. Đấy, hệ thống giảm sóc đây này. Đây là bánh đúc. Bánh này là có đường kính 35 và thông số là 300 trừ 8. Lốp không xăm. Ngoài ra đấy thì anh em các bạn khách hàng thì cũng lưu ý là có thể sử dụng bánh không xăm và vành sắt thì nó rẻ hơn chút nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Đây là đèn hậu này, ba đợt sốc này. Đấy. Cái này có lùi lỡ đà lùi vào đâu ấy thì nó cũng không vỡ được cái đèn này. Tuy nhiên nó chỉ có cái ốc bắt ở đây thôi, cho nên anh em lùi mạnh quá thì nó cũng sẽ dễ bị gãy. Đấy. Nhưng mà nó sẽ phần cơ khí thì cũng đơn giản thôi, không sợ. Phần nhựa đây. Đấy. Và cầu có vi sai anh em nhé. Cầu có vi sai đấy các bạn. Đấy. Vi sai là để hoạt động độc lập hai bánh. Đây là phần khung gầm này. Cấu tạo phần khung gầm đây. Phần khung gầm là nó có một cái thanh đòn từ dưới lên, một thanh đòn từ dưới lên và nó được giằng giữa hai thanh bởi một cái thanh này. Đấy. Nó là một cái dầm cứng luôn, giống như kiểu giảm xóc của xe máy vậy. Nhún là nhún đều hai bên chứ không phải là nhún từng bên một. Đây là phần ắc quy này. Đai được bằng cái đai này rất là chắc chắn. À đây, đây là một cái video có thể nói là được review rất là chi tiết và chỉ có bên xe điện mô tô điện bên chúng tôi mới làm chi tiết cho các bạn xem như vậy. Đấy. Đây là chức năng đây là chức năng khóa chống trộm này. Thì các bạn bấm vào đây thì là nó sẽ đây, các bạn bấm vào cái nút này thì nó sẽ chống trộm này. Lúc đó là các bạn không muốn động vào thì là xe nó đấy, xe nó mới khóa lại đây, ví dụ như này. Đấy, nó khóa rồi đấy. Không đi được. Nó chỉ đi một tí là nó khóa lại đấy, còn khi các bạn thoát chế độ thì các bạn bấm một cái nút mở khóa này. Đấy thì lại đẩy đi xe, đẩy đi đẩy lại bình thường. Rồi, tiếp theo đến là cái chức năng này, chức năng tìm xe này. Thì các bạn bấm vào đây. Và tiếp theo cái chức năng cuối cùng là chức năng khởi động xe mà không cần dùng chìa này, có nghĩa là mình đi cũng được mà không cần chìa, các bạn bấm vào đây hai lần này. Đấy. Thì bây giờ nó đi được rồi, kéo ga đó. Đấy, các bạn kéo ga đây vẫn có chìa này. Rồi rồi rồi. Đấy, đây là chức năng mình đi mà không cần chìa. Đấy, đây chìa đây. Và mình tắt được này. Mình ấn vào nút mở khóa là nó sẽ tắt này. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn toàn bộ các cái tính năng sử dụng rồi. Đấy, các bạn xem kênh video của mình nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc về chi tiết sản phẩm xin vui lòng xem phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.